Em có tìm hiểu một số công ty thì cái phí dịch vụ rất là cao chị. Có công ty 50-60 triệu, 70 triệu. Nhưng mà cái cách họ đề ra không rõ ràng đối với em. Tại vì em là học cái chương trình thạc sĩ chứ không phải là học cử nhân. Nhưng mà khi mà em đến để tư vấn thì công ty khác thì họ lúc nào cũng nói là chắc chắn là sẽ đậu, hay là đưa ra cho em những cái cam kết mà em nghĩ là nó không có thực tế cho lắm. Tại vì được hay không phải là sức học của mình. Em đến đây nét, cái lần của em là rất là may mắn là em được giảm thêm 30% cái dịch vụ của em, cho nên là em chỉ đóng có 16 triệu thôi. Dạ, em còn không biết là em được giảm tiền nữa. Bạn em cũng không biết luôn. Dạ, thì nên là khi đến là em làm việc với chị Khánh Lam xong có một buổi thì hôm sau em quyết định là làm hồ sơ ai nấy luôn. Với lại em thấy là có nhiều bạn đã từng đi học như vậy và thực tế là bạn của em đã từng đi nhỏ ai nấy rồi, cho nên là em cảm thấy rất là yên tâm. Em hiện đang sinh sống ở thành phố Hồ Chí Minh và em đã hoàn thành cái chương trình đại học ở Việt Nam, ở Đại học Quốc tế, ngành công nghệ thực phẩm. Và hiện tại sắp tới là em sẽ sang Phần Lan để học chương trình Master về cũng ngành về công nghệ thực phẩm. Dạ, thứ nhất là tại vì em thích ở cái thành phố nó yên bình, nó không có xô bồ á. Thứ hai là tại vì cái ngành học của trường, cái ngành Master, tại vì Master về thực phẩm chia ra nhiều ngành, thì cái về cái food processing là cái mục tiêu của em hướng tới, nên là em chọn cái ngành này thay vì cái ngành food science của Helsinki. Em có dự định đi du học từ khoảng năm 2 đại học. Dạ, nên là em đã chuẩn bị nhiều, như là về bảng điểm của em, những cái môn chuyên ngành của em thì em luôn cố gắng học để đạt cái thành tích tốt, cái hồ sơ của mình sẽ đẹp hơn khi mình đi du học. Và em có làm việc với những giáo sư ở trường của em, dạ, thì để làm những cái bài báo nghiên cứu để chuẩn bị hồ sơ để mà học được cái chương trình thạc sĩ này. Em tìm những cái công ty tư vấn thì em biết đến được Anex là qua mạng xã hội, và em có bạn của em đã từng làm hồ sơ Anex rồi, và cũng hiện tại đã đang sinh sống và làm việc ở Phần Lan, cho nên là bạn có giới thiệu em sang đây, nên là em quyết định là tìm đến Anex và em làm hồ sơ đây. Thứ nhất là tuyên bố thì em thấy công ty có cái hệ thống rõ ràng, và khi em gặp chị Khánh Lam tư vấn cho em thì rất là kỹ càng, tại vì chị cũng hỏi em về du học Phần Lan, nhưng bên cạnh đó chị có tư vấn cho em thêm nhiều option cho những trường ở nước quốc gia khác của Anex làm nữa. Chị lúc nào cũng sẵn sàng hỗ trợ cho em từ Zalo hay là mail, hoặc là thậm chí là em gọi điện thoại thì chị Khánh Lam cũng tiếp em hết. Tại vì em cũng tìm hiểu khá là kỹ để mà chọn trường cho mình. Và em cảm thấy rất là hài lòng về cái dịch vụ cũng như những cái anh chị tư vấn viên ở Anex. Em bắt đầu làm hồ sơ Anex từ tháng 8 năm 2023. Em không có đến công ty nhiều, đa phần là các anh chị đều hỗ trợ cho em, tại vì em còn phải đi học những cái khóa học khác và đi làm việc, nên là đa phần các anh chị hỗ trợ trực tiếp cho em online, qua mail, qua Zalo. Em chỉ cần đến đây khi mà hồ sơ của em đã hoàn thành và em chỉ nhận lại những cái hồ sơ thủ tục để em đến trình diện ở lãnh sự thôi, cho nên là không quá nhiều. Em chỉ đến Anex tầm 3 lần trong suốt quá trình làm hồ sơ của em tới ngày hôm nay. Dạ, em cảm thấy buổi tiệc rất là hữu ích đối với những cái tân du học sinh như tụi em, tại vì có rất nhiều kiến thức mà em không biết. Qua cái buổi tiệc đó thì em nắm được nhiều thứ hơn, nhiều kinh nghiệm hơn từ những anh chị Anex chia sẻ cho em, giúp em có thể chuẩn bị kỹ càng hơn, như là về những bước em cần chuẩn bị gì trước khi em đi, hoặc là sang đó thì em nên cần chuẩn bị thêm những cái gì nữa. Em trang bị được nhiều hơn về những cái bài học, về những cái kỹ năng sống khi mà mình sang một cái đất nước mới, nên em cảm thấy rất là bổ ích. Thì em chỉ muốn nhắn gửi các bạn là khi mà mình muốn làm gì đó, mình còn trẻ, mình có ước mơ, mình có dự định, thì mình hãy cố gắng thử. Tại vì chắc chắn là em nghĩ là sự cố gắng nào cũng sẽ được đền bù xứng đáng. Giống như bản thân em, cái việc đi du học là một cái việc ước mơ của em từ xưa mà em nghĩ là em sẽ không làm được. Nhưng mà hôm nay thì còn 2 tuần nữa là em bay rồi. Dạ, đối với gia đình em thì lúc nào cũng ủng hộ cái ý kiến của em, cái mục tiêu của em như thế nào thì ba mẹ luôn sẵn sàng hỗ trợ.
Cho nên là em chỉ đưa ra những kế hoạch sắp tới của em như thế nào đó, và ba mẹ em là người ủng hộ cho em. Đối với em thì em lúc nào cũng cảm thấy gia đình em luôn là một cái chỗ dựa vững chắc cho em, luôn là một cái nguồn động lực. Lúc nào ba mẹ cũng ủng hộ em, và không chỉ riêng ba mẹ mà em còn có cậu của em cũng là người lúc nào cũng sẵn sàng hỗ trợ cho em. Và gia đình em lúc nào cũng đặt cái niềm tin với em rất là nhiều, và em cảm thấy là em còn có được cái ngày hôm nay là nhờ gia đình của mình, ba mẹ. Và em cũng đặc biệt cảm ơn là cái buổi tiệc vừa qua của Anet, họ giúp cho em có thể thổ lộ được nhiều điều hơn với ba mẹ của em cũng như người thân gia đình của em. Như là em thường hay nhắn tin với chị thì em lúc nào cũng thấy cảm ơn, đặc biệt là chị Ngân và chị Khánh Lam luôn hỗ trợ cho em mọi thứ. Tại vì em biết là em là một cái đứa rất là phiền các chị rất là nhiều. Tại vì em hỏi nhiều khi em hỏi rất là nhiều thông tin, tại vì em hay bị lo lắng quá mức, cho nên là cái gì em cũng hỏi hết trơn á. Nhưng mà các chị lúc nào cũng sẵn lòng, lúc nào các chị cũng hỗ trợ cho em, lúc nào cũng trả lời. Hoặc thậm chí là chị Ngân còn giúp em liên hệ với bên kia về nhà cửa, thậm chí là đã có nhà rồi nhưng mà vẫn tiếp tục hỗ trợ em, như là cách để lấy chìa khóa, hay là cách để hợp đồng như thế nào, làm sao cách kiểm tra nhà cửa như thế nào. Chị Ngân sửa bài cho em từ những cái ngày đầu tiên mà em nộp những cái motivation letter hay là những cái thư khác ở trường. Cho nên là em cảm thấy rất là biết ơn các chị, nhờ các chị rất là nhiều hỗ trợ cho em mới được cái suất đi du học ngày hôm nay. Nếu mà dùng ba từ để nói thì em nghĩ là sẽ là thân thiện, nhanh nhẹn và uy tín.